thì tôi đã nói cái linh hồn mình đó nó là một cái vô lượng vô biên, như hồi đó cái cô kia hỏi đó. Thành ra linh hồn của chúng ta đó thì một thứ, nhưng mà cái số chủng tử thiện ác trong đó, tội lỗi, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi khác nhau hết. Mà nếu chúng ta không nhận cái linh hồn mà nhận cái số chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức thì chúng ta khác nhau. Còn nếu chúng ta nhận cái linh hồn thì chúng ta bằng chư Phật. Mà phải nhận 24/54 à, nhập lưu nhận có 1/4 à. Đó, thì cái chủng tử trong này nó đầy nhóc hết trơn, thiện ác vô ký, một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp vẫn tiếp tục ở trong cái linh hồn. Bởi cái linh hồn nó bao lượng vô biên, mà cái chủng tử mình vô nhiều kiếp nó không thua với linh hồn, nó không ăn thua gì hết. Nó chỉ là một đống cát trong bãi sa mạc thôi. Đó, thì khi mà niệm vậy rồi, cái lần mình niệm được 1000 câu, nhất 1000 câu niệm Phật thì vô trong linh hồn 500 câu, còn 500 câu nghĩ chuyện khác, thì chủng tử thiện ác nó lọt trong đó 500 câu. Thì vô đó chủng tử ác nếu kiếp trước mình không có tu, nó sẽ tiêu diệt chủng tử niệm Phật còn có 200. Rồi mình bền bỉ tu là bền, tức là tinh tấn, mình bắt đầu bữa nay 200, mai thêm 300, 500, lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy ở trong đó, nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác lại. Khi nó đầy rồi tự nhiên nó tràn ra. Mình muốn niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm Phật, mình khỏi niệm nữa. Tự nhiên trong linh hồn nó tràn ra, mà linh hồn tràn ra đó thuộc về Bát Nhã. Nhưng mà tư tưởng mà nghe tiếng niệm Phật mình tống trở vô thuộc về Quế Độ. Còn ở trong nó tràn do thuộc về Tịnh Độ, Tịnh Quế giao lưu nhau. Thì đây là cõi nhị thiền của sắc giới chứ không phải cõi Phật. Đây là cõi trời nhị thiền sắc giới. Còn cái đạo Phật cũng giống hệt vậy, nhưng mà người ta nắm cái linh hồn, từ linh hồn người ta niệm Phật trở ra, rồi người ta nhận cái quân chủng tử niệm Phật quân tập trở vô, rồi từ linh hồn người ta hiện hình nó ra. Còn mình nắm ở trên tư tưởng, mình nghe linh hồn hiện ra, mình tống trở vô, hai cái giống hệt nhau, tương tự nhau nhưng mà khác nhau hoàn toàn. Nếu mình tu trên linh hồn thì từ linh hồn mình nắm cái chủng tử, mình cho nó phát hiện. Còn cái này không được, nó đầy tự nó phát hiện ở là mình dùng cái tư tưởng tống nó vô, hai cái giống nhau mà khác nhau. Một người đứng trên tư tưởng, một người đứng trên Bát Nhã. Nếu nhận lầm cái tư tưởng này, Bát Nhã thuộc về ngũ âm mà. Còn nếu không nhận lầm thì thôi. Thì chúng ta tu là tu trên tư tưởng hoặc trên Bát Nhã. Trên vấn đề tập trung hoặc là trên vấn đề lắng nghe của linh hồn. Thì tu trên linh hồn là tu theo đạo Phật, rồi tu theo tư tưởng là tu theo Quế Độ.